Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đi học đánh vần trong tiếng Việt nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ cô cùng các bé hãy bắt đầu bài học nhé. O á cờ quắc. Các bé cùng đọc theo cô nhé. O á cờ quắc. O á cờ quắc. O á cờ quắc. Sau đây là ví dụ có vần oắc. O á cờ oắc. Hoặc. 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 Ngoắc tay. Ngoắc tay. Ngoắc tay. O á n oăn. O á n oăn. O á n oăn. Sau đây là ví dụ có vần oăn. O á n oăn. Ốc xoăn. Ốc xoăn. Ốc xoăn. Đây là vần oăn. Các bé cùng đọc theo cô nhé. O á ngờ oăn. O á ngờ oăn. O á ngờ oăn. Sau đây là ví dụ có vần oăn. O á ngờ oăn. Loằng ngoằng. Loằng ngoằng. Loằng ngoằng. Bé ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập một lần nhé. Bé ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn lại một lần nhé. O á mờ oăm. O á mờ oăm. O á mờ oăm. O á cờ oắc. O á cờ oắc. O á cờ oắc. O á ngờ oăn. O á ngờ oăn. O á ngờ oăn. O á mờ oăn. O á mờ oăm. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!